dưới con mắt của một người sống trong sự thật hay sống tỉnh thức đạo là toàn bộ sự thật bao trùm tất cả tâm hồn và vũ trụ sự thật này bao trùm cả thế giới duy vật và thế giới duy tâm và giúp chúng ta thấy rõ mọi quy luật liên quan giữa duy vật và duy tâm nắm được quy luật là nắm được luật chơi không nắm được luật chơi thì tiếp tục trôi lăn trong mê lầm những người chỉ biết đến thế giới vật chất mà không hay biết gì về thế giới duy tâm tâm linh hoặc phủ nhận thế giới duy tâm hoặc biết mà không nắm được quy luật nào cho sự sống hoặc nắm không đầy đủ quy luật thì gọi là đang sống trong nửa mê của sự thật là chúng sinh những người chỉ quan tâm đến tâm linh khao khát tìm được sự thật về chính mình và vũ trụ tu hành không buồn chán mệt mỏi nhưng không rút ra được quy luật nào hoặc rút ra được quy luật mà không đầy đủ hoặc rút ra những thứ không phải sự thật mà cho là sự thật, hoặc rút ra được sự thật về chính mình và vũ trụ, nhưng chưa tìm ra được mối liên quan giữa tỉnh và mê hay mối liên quan giữa duy tâm và duy vật vân vân, thì gọi là đang đi vào nửa tỉnh của sự thật. Trong nửa tỉnh bao gồm toàn bộ các cấp độ của bậc thánh, Bồ Tát và quả vị Phật vân vân. Những người sống tỉnh thức thì không còn phân biệt duy tâm hay duy vật. Họ đã thấy rõ Mọi quy luật bao quát tất cả, bao quát cả duy vật và duy tâm, xuyên qua tỉnh và mê. Họ nắm quy luật tâm hồn và vũ trụ trong lòng bàn tay. Họ thấy rõ họ sống trong vũ trụ là trò chơi do chính họ tạo ra. Họ thấy rõ vũ trụ là giấc mộng của tâm hồn. Họ vượt qua quả vị Phật. Họ không còn phân biệt Phật và chúng sinh. Đối với họ, chỉ có người đang sống tỉnh thức và người chưa tỉnh thức. Nếu đạo là sự thật bao quát cả thế giới duy vật và duy tâm thì dù chúng ta ngu hay khôn hay là một vị phật chúng ta vẫn sống trong sự thật mà sống trong sự thật không có nghĩa là chúng ta phải thấy ra toàn bộ sự thật ngay lập tức quan trọng là chúng ta biết trao cho mình sự tự do sự tự do là không còn oán trách và đánh giá bản thân hay oán trách đánh giá đổ tội cho hoàn cảnh và người khác vì sao vậy vì khi nhìn vào cái gọi là tội lỗi Chúng ta đang nhìn vào sự thật Chứ không phải cái thành kiến tội lỗi Do tư tưởng đặt vào Và khi chúng ta nhìn thấy điều đúng đắn Phúc lành Cũng vậy Chính là nhìn thấy sự thật Chứ không phải điều đúng đắn Phúc lành Do tư tưởng áp đặt vào Đó là tự do vượt ngoài tư tưởng Thấy được như thế Chúng ta không còn phải dùng dãy Trong bức màn tư tưởng của chính mình bởi sự thật bao quát tất cả tất cả là sự thật sự thật là cả vũ trụ tâm hồn thì lại chẳng bao giờ phán xét chúng ta là đúng hay sai cho nên không phán xét mình chính là chúng ta đang trực chỉ chân tâm trực chỉ vào sự thật để sống và sống như thế chính là sống trong sự thật sống trong sự thật là sống tỉnh thức không còn phán xét mình cũng chính là nội lực của sự chấp nhận mọi kết quả xảy đến vì thấy được điều gì xảy đến đều là điều cần thiết phải xảy đến. Ví dụ, ngày mai chúng ta đi chơi bị ngã gãy một chân. Chúng ta không còn tự trách mình rằng, "Ôi trời ơi, sao tôi lại bất cẩn thế này?" Hoặc là, "Sao ai lại đi ném vỏ chuối ra đây?" Mà chúng ta sẽ nhận thức, tất cả mọi việc xảy đến đều là điều cần thiết phải xảy đến. Lời dạy của Phật thầy Quán Thế Âm. Thì có đúng khi nhận thức như thế chúng ta trở nên dũng cảm và chân thật không còn đổ tội cho ai và cũng không trách mình lại cũng chẳng sợ ai phán xét đấy là đỉnh cao của sự chân thật chấp nhận sự sống mà không còn bị trói buộc bởi các khái niệm của nhân duyên nhân quả chính vì thế chúng ta mới có thể tự do ngoài nhân duyên nhân quả nhân duyên nhân quả nghiệp báo chỉ là cách giải thích một phần quy luật của cõi mê nếu như bị đắm chìm vào quan điểm của nó mà không thoát ra được thì chúng ta không thể sống tỉnh thức đạo là sống là sự sống bất tử bất tận bao trùm tất cả sự thật trong bài pháp này tôi chia sẻ về cách có được đức hạnh chân thật đức hạnh chân thật không đến từ những việc làm thiền hay ác mà đến từ việc chúng ta sống không oán trách bản thân và sống không có kẻ thù thế nào là không oán trách bản thân là nhìn thẳng vào sự thật để sống Nhìn vào sự thật để sống Thì không thấy có sự phân biệt đúng sai Vì đúng cũng nằm trong sự thật Mà sai cũng nằm trong sự thật Đúng và sai cùng biến đổi nhau Trong vòng tròn bất tận của sự sống Không còn phân biệt đúng sai Là học cách sống với cái nhìn toàn dạng Không cực đoan, không thiên lệch Nếu thiên lệch thì không thấy được toàn dạng không thấy được toàn dạng thì không thể thông tỏ, không thông tỏ thì bế tắc, bế tắc thì sẽ giả dối cùng với bế tắc ấy vì chúng ta sẽ giải quyết bế tắc bằng việc tìm cách chạy trốn bế tắc và hiển nhiên là lại rơi vào vòng lập từ lừa dối mà trôi lăn luân hồi không cực đoan mới có thể tự do không cực đoan thì không còn phân biệt thiện ác không còn phân biệt thiện ác thì không còn cố chấp vào nghiệp và phước tự do với nghiệp và phước vì thấy rõ sự bất tử mà tự do nếu đã hiểu những điều trên thì chúng ta sẽ không còn oán trách bản thân vì bất cứ điều gì đây là cơ sở đầu tiên để học cách sống trong sự thật sống trong đạo không trách móc và đánh giá bản thân chính là trực chỉ chân tâm vì chúng ta chỉ xuyên qua tất cả những tư tưởng cực đoan để đi vào cái nhìn chân thật toàn vẹn thế nào là không có kẻ thù là khi không còn trách mình thì cũng không còn oán hận người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh Hiểu được như vậy thì cho dù người ta có sát hại chúng ta, chúng ta cũng không oán hận. Chúng ta có quyền chiến đấu để bảo vệ thân xác, người thân, nhà cửa, quê hương đất nước, dân dân. Nhưng trong sự chiến đấu ấy, chúng ta không thù hận bất kỳ ai. Không có kẻ thù vì không có oán hận cũng chính là trực chỉ chân tâm. Đức hạnh không phải đến từ việc làm thiện, vì khi làm thiện mà không thông tỏ, chắc chắn sẽ có kẻ thù của cái ác mà đã có kẻ thù thì chắc chắn sẽ oán hận. Oán hận thì lại trôi lăn luân hồi. Cho nên đức hạnh mà chúng ta cho là tích lũy từ những việc làm thiện là đức hạnh giả tạo. Tuy nhiên, tôi lưu ý rằng mặc dù sống tự do trong sự thật nhưng vẫn cần nương theo hoàn cảnh, thuận theo hoàn cảnh để sống. Xã hội quy định sao thì theo như vậy. Trời đất theo cái thiện thì cũng thuận theo cái thiện để sống. Vì sao vì nhìn vào cái ác, ta thấy sự thật, nhìn vào cái thiện, ta cũng thấy sự thật. Vậy chọn cái thiện trong sự thật để làm phương tiện sống cũng rất tốt. Nhưng chúng ta phải tuyệt đối nhớ là sống không trách mình và sống không có kẻ thù. Như vậy mới có cơ sở thông tỏ trong mọi hành động. Đạo là gì? Phần 4. Đạo rất thực tế, vì đạo không phủ nhận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đạo thực tế mà lại thấy rõ ràng cùng tận cấu tạo của tâm linh thực tế mà thấy cùng tận là đạo đạo là sự sống tròn đầy bao hàm sự thật vì lẽ đó mà đạo chính là đời chúng sinh tự đưa mình vào những cực đoan giữa đời và đạo thì đấy cũng là hành trình chúng sinh phải trải qua trong sự tiến hóa bất tận của sự sống